Vâng, xin lời chào đến các bác cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Ngày hôm nay thì em Việt lại tiếp tục về thêm cho các bác chúng ta với một mẫu xe tuyệt đẹp đến từ thương hiệu Hyundai. Một chiếc xe gầm cao 7 chỗ với form dáng, kiểu dáng, thiết kế đẹp, trang bị nhiều công nghệ và nhiều tính năng. Và đây cũng là một trong những dòng xe 7 chỗ mà được rất là nhiều người ưa thích tại thị trường Việt Nam. Vậy thì trước mặt các bác một mẫu Hyundai Santa Fe phiên bản động cơ máy xăng 2.4 bản full kịch cao cấp nhất, sản xuất là năm 2018. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng hãng và cam kết luôn là các anh chị ta tìm một lỗi nhỏ thôi, em Việt hoàn tiền cho các anh chị ta 100%, không phải nói nhiều. Vậy thì ngày hôm nay với một mức giá khoảng hơn 700 triệu để các anh chị ta có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe gầm cao 7 chỗ còn rất mới này. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra hay không? Em Việt mời các anh chị ta dành những phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc Hyundai Santa Fe 2018 em Việt đang có tại đây, được chưa? Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe. Thì ở thế hệ này các bác có thể thấy nổi bật đó chính là mặt ca lăng với các thanh nan chrome theo thời gian, nhưng mà nó vẫn còn rất là mới. Hệ thống đèn pha của chiếc xe này thì đây em quay gần cho các anh chị thêm xem nhé. Nó được trang bị với bóng đèn bi projector siêu sáng với giải đèn LED định vị ban ngày. Với phiên bản full này chúng ta còn có cả rửa đèn pha. Và đèn gầm phía dưới thì các bác có thể thấy được trang bị với bóng đèn halogen với các cái chi tiết nhựa bóng piano ở phần cản trước, giúp cho ngoại hình của chiếc xe thêm phần đẹp mắt. Và xe đẹp thì các bác nhìn cho em này, những cái đường mép của nó này, nó phải thẳng và đều thăm tắp như này anh chị nhá. Và kể cả những cái viền đèn này, các bác thấy nó không có một khe hở. Đó, con này thì phải nói luôn là hàng siêu đẹp luôn anh chị nhá. Bao check test toàn quốc để các anh chị ta có thể là lựa chọn được một sản phẩm ưng ý về chất lượng. Đây, em quay phần đầu xe để các anh chị ta có thể đánh giá được cái tình trạng của nó này. Các bác nhìn cho em kể cả những cái chi tiết ở phần cản trước này, nó không bị xước sát. Vâng, phải nói là một chiếc xe mà được chủ cũ người ta đi quá cẩn thận và giữ gìn luôn. Và hệ thống đèn pha bên phía lái nhá. Đấy, các anh chị chúng ta cũng có thể nhìn cho em này. Đó, những cái đường mép này, nó phải đều thẳng tắm tắp như này, kể cả những viền đèn đây. Đấy, xe thì siêu đẹp luôn nhá. Chiếc xe này thì được trang bị bộ la răng phay 5 chấu kép với 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Đấy, và lốp thì cả dàn là lốp mới tinh nhá, đến 2023 chủ cũ người ta vừa thay cho anh chị xong. Đấy, con này thì đây các bác nhìn cho em này, xe người ta chỉ đi gia đình thôi nên là cụm phanh bên trong nó vẫn còn trắng phao phao sau quãng thời gian sử dụng. Ngoài ra thì xi nhan cũng được tích hợp trên gương chiếu hậu. Phần phía dưới này họ cũng sử dụng nhựa bóng piano này, đấy, giúp cho ngoại hình của chiếc xe thêm phần đẹp mắt. Và các bác có thể nhìn cho em này, những đường mép cánh cửa nhá, nó phải đều và còn phẳng tăm tắp như này, đấy, không có tí cong vênh là luôn, được chưa ạ? Xe được trang bị cảm biến khóa mở cửa, hai cửa trước, tay nắm cửa mà chrome này. Và em quay rộng ra để cho các bác chúng ta có thể ngắm trọn cái ngoại hình của chiếc Hyundai Santa Fe màu trắng này. Đó, một mẫu xe phải nói là tuyệt đẹp luôn các bác nhá. Đấy, các anh chị nhìn cái form dáng, kiểu dáng thiết kế của xe này. Và tiếp tục thì chúng ta có đó chính là phần đuôi phía sau. Thì các anh chị thấy nổi bật đó là chiếc Hyundai Santa Fe được trang bị với đuôi gió tích hợp đèn phanh ở trên cao nhá. Đấy, và em quay gần lại để các bác để thấy, dù là phiên bản máy xăng nhưng cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì nó chỉ ăn khoảng 8,9 lít thôi cho 100 km hỗn hợp của đường ngoài đô thị, ăn có 7,06 lít xăng. Đấy, nhiều bác cứ lo là cái dòng này tốn xăng nhưng không phải như vậy đâu nhá. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu công bố của nhà sản xuất rồi, đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục đi về phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy nổi bật đó chính là cụm đèn hậu. Thì các bác có thể thấy là chiếc Hyundai Santa Fe có cái phần đèn hậu phía sau thiết kế cũng khá đẹp mắt này, với những giải đèn LED cực kỳ là tinh tế. Đó. Đấy, và em cũng quay để các anh chị ta nhìn này. Đấy, các bác đi xem xe các anh chị ta cứ kiểm tra cho em những đường mép này nhá. Đấy, nó phải đều thẳng nha thì xe nó mới không đụng đụng, không va chạm, đúng không ạ? Và đây cái chi tiết viền đèn này cũng không có tí khe hở luôn. Đó, rất là ok. Và phía sau thì xe còn được trang bị với gạt mưa cho kính phía sau này. Con này bản full hai cầu, rất động bốn bánh, được chưa ạ? Bô kép. Mấy ngày hôm nay thì nó hơi nồm ẩm thì các bác có thể thấy là xe nó sẽ có cái khói trắng như này. Đấy, còn như này thì không vấn đề gì các chị nhá, do cái thời tiết thôi. Và em mở luôn bác cốp này, cốp thì đương nhiên là cốp điện rồi, thì bằng một nút bấm thôi. Thì các bác có thể thấy là nó sẽ mở lên cho các chị ta. Đấy, rất êm ái và mượt mà, đúng không ạ? Và chủ nhân cũ thì cũng khá cẩn thận khi mà làm cho anh chị ta những cái lót da, thì chúng ta để đồ vào nó không bị xước sát. Bóc cái này ra các anh chị nhìn ra nó mới tinh luôn này. Đấy, thì dưới là chúng ta có kích dự phòng này, đồ đạc thay thế nhưng nguyên zin nguyên bản. Đấy, thì sau là chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa. Đấy, và các anh chị ta có thể gập cái hàng ghế thứ hai xuống thông qua cái lẫy này. Đấy, nhưng quan trọng nhất thì các anh chị ta có thể nhìn ra em cái chi tiết nhựa đây ạ. Đấy, chủ cũ chúng ta đi này, cẩn thận chúng ta không để lại về xước sát, đúng không ạ? Và phần trần này rất là sạch đẹp nhá. Đấy, không bám bẩn tí nào luôn. Đó, có độ zin ở đây. Đấy, từng đốc này, cho đến kể cả cái chi tiết phần máng nước, các bác nhìn cho em những cái vệt đinh tán của nó. Đây ạ. Đấy, nó còn phải nguyên zin nguyên bản như này.
Phiên bản máy xăng thì thứ nhất là nó sẽ đi, nó vận hành nó êm ái, nó không ồn như là máy dầu. Cái thứ hai là không bị ám mùi hôi. Và với những bác nào mà chúng ta hay bị say xe chẳng hạn thì chúng ta đi dòng máy xăng này cũng ok, đúng không ạ? Và động cơ thì nó sẽ khỏe hơn một chút xíu. Đây các anh chị nhìn này, cốp điện này. Phải nói là con này nội thất thì siêu đẹp luôn. Đó, đóng mở rất êm ái và mượt mà luôn các chị nhá. Đấy. Và đây, em quay tiếp cho các anh chị đèn hậu ở bên phía phụ này. Các bác có thể quan sát giúp em. Đấy, những mẫu xe hàng tuyển nó phải như vậy nhá. Các anh chị nhìn đường mép này. Đấy, rất liền lạc. Và cả dàn lốp mới tinh rồi. Các anh chị với chiếc xe này gần về như không phải làm gì hết. Được chưa ạ? Vậy thì đó là tổng thể về ngoại thất của chiếc Hyundai Santa Fe. Gần như là kể cả sơn si bên ngoài về các anh chúng ta cũng không phải làm gì. Vậy thì bây giờ để giúp các anh chúng ta đánh giá chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em Việt sẽ mở cửa và chúng ta đi vào nội thất bên trong của xe nhé. Vâng, không chỉ mang đến cho các bác chúng ta với ngoại hình đẹp mắt mà nội thất bên trong của chiếc xe này thì các anh chị cũng có thể thấy là cũng rất hiện đại và trẻ trung. Và đặc biệt là chiếc xe thì cũng mang tới cho chúng ta với một cái không gian nội thất rất là rộng rãi, đúng chất một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, đúng không ạ? Và anh chị nhìn với em này. Đấy, xe được trang bị nội thất ghế da màu kem nhá. Và ở giữa đục lỗ thông hơi. Và ghế của nó này, em quay kỹ để các anh chị chúng ta thể đánh giá nhá. Đấy, rất mới luôn. Đấy, từ cái má ghế các bác nhìn với em, căng đét, đúng không ạ? Đấy, các chi tiết ghế lái và cái phụ đều chỉnh điện với phiên bản full này. Ngoài ra thì ghế lái thì các bác còn có nhớ hai vị trí ghế, nhớ hai vị trí ghế này, tay nắm cửa màu ghi bạc. Và các bác có thể thấy là cái chi tiết ra ở khu vực bản tappi cánh cửa thì đây em quay rộng ra này để cho các anh chị chúng ta có thể tham khảo nhá. Đấy, xe này thì em Việt cam kết với các anh chị là không đâm xô, bao zin nguyên bản toàn tập. Các bác có thể là đem đi check hãng trước khi mà chúng ta giao dịch, hoặc là các anh chị chúng ta có thể nhờ thợ thuyền xuống kiểm tra xe của em bên em cũng được. Các chi tiết cửa gió điều hòa thì họ trang trí với những cái vân carbon. Ngoài ra thì chúng ta có 3 chế độ lái nhá. Đây các bác có thể thấy là xe được trang bị chế độ lái Eco này, Comfort và Sport. Ngoài ra thì bản hai cầu chúng ta sẽ khóa vít dài ở đây. Đấy, cân bằng từ chống lún trượt. Vô lăng 3 chấu bọc da cao cấp này. Đấy, có tính năng ga tự động Cruise Control. Được chưa? Các chị nhìn em khóe vô lăng của nó này. Xe thì lăn bánh chuẩn 9 vạn nhá. Đấy, bao zin cả công tơ mét luôn. Đấy, các chi tiết các bác nhìn cho em này. Đấy, nghe thoại rảnh tay. Ngoài ra thì với phiên bản full này thì các anh chị ta còn có sưởi hai ghế đằng trước, phanh tay điện tử và chế độ auto hold. Ngoài ra thì ở đây các anh chị ta còn có một cái màn hình này tích hợp cam lùi nhá. Đấy, tắp lô thiết kế rất đẹp mắt, đúng không ạ? Và các chi tiết những phím bấm thì các bác có thể thấy theo thời gian nhưng mà nó còn tuyệt đẹp luôn. Hệ thống điều hòa là xe của hai vùng độc lập cho hàng ghế trước, được chưa? Gương chiếu hậu chống chói này. Và đặc biệt là các anh chị ta còn có một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, mà chỉ bằng một nút bấm thôi thì các bác có thể thấy là cái rèm này nó sẽ mở ra này. Đấy, chúng ta có thể là ngắm trọn bầu trời trong những cái chuyến đi, trong những ngày đẹp trời như thế này. Và đây các bác có thể đấy, ghế bên phụ nhá, cũng còn căng đét luôn. Rất mới nhá. Đây, từ cái má ghế này đấy, cho đến mặt ghế. Phải nói là không chê vào đâu được về chất lượng, đúng không ạ? Và độ zin thì đương nhiên là đây em quay cho anh chị ta từng ốc bản lề này đấy, từ cái móc khóa này. Và tất cả từng cái tem mác nhá. Đây, ông nguyên zin nguyên bản từ A đến Z, được chưa ạ? Vậy thì tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai. Thì các anh chị ta có thể thấy là chiếc xe này mang đến chúng ta một cái không gian nội thất khá là rộng rãi, đúng không ạ, cho hàng ghế thứ hai. Đấy, và các bác có thể nhìn cho em này, cái ghế của nó này led căng luôn. Đây ạ. Đấy, các chi tiết này. Đấy, thực sự là còn rất mới luôn nhá. Và một chiếc xe mà các bác mua này về đi quá yên tâm rồi. Đấy, các chi tiết là cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Đấy, con này là full lịch sử bảo dưỡng hãng. Và các bác có thể là đem ra hãng kiểm tra lại một lần nữa trước khi chúng ta giao dịch nhá. Nhưng mà quan trọng là của bền tại người thôi, và chủ nhân người ta đi người ta giữ gìn nên các bác nhìn cái chi tiết nội thất của xe nó còn mới và đẹp như này, kể cả ngoại thất của xe, đúng không ạ? Không đâm đụng, không va chạm và để lại ít về sức sát. Có thể nói là một chiếc xe 2018 mà chủ cũ có thể giữ được như thế này thì thực sự là hàng tuyển hiếm có, khó tìm luôn các bạn. Đây các chị nhìn em từ cái má ghế này. Đấy, nó còn led căng như này nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Trần này, cửa sổ trời toàn cảnh. Được chưa ạ? Đấy, vậy thì tiếp tục từ đây. Bên này chúng ta có một cái rèm cơ nữa đây. Vâng, rèm cơ nhá, các bác kéo lên để che nắng này, tăng độ riêng tư cho hàng ghế thứ hai. Vậy thì tiếp tục với tappi cánh cửa bên phụ nhá. Em quay rất kỹ này. Đó, các bác thấy nó đẹp chưa? Đấy, nguyên zin nguyên bản nhá. Ghế phụ cũng chỉnh điện này, từ cái má ghế này. Đấy, nó còn led căng như này. Đấy, và từng con ốc đây. Từ cái móc khóa này. Đấy, con này thì không bàn về chất luôn. Cái táp lô tappi này, ốc bản lề này. Đó, như vậy thì các bác đã cảm thấy ok về chất lượng của chiếc xe này về ngoại thất và nội thất chưa? Bây giờ để giúp các chị chúng ta đánh giá kỹ hơn thì em Việt sẽ mở nắp capo chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ nhé. Vâng, con này thì phải nói là siêu đẹp luôn, các bác nhìn cho em này, từ cái nỉ cách âm ở trên capo này. Đấy, nó còn mới tinh như này cơ. Đây các bác nhìn này. Đấy, từ cái lỗ tròn nhá. Đấy, đều thẳng tăm tắp. Và máy thì đây. Máy thì em Việt đang để nổ đấy, nhưng mà các bác có thể thấy là máy nổ nó quá êm luôn.
Và con này thì bao zin nó bắt từ răng dàn cò nhá. Đấy, các chị nhìn cho em cái keo dàn cò của nó này. Đấy, mà từng con ốc và ra máy rất là tươi. Và cabo thì đây. Đấy, không một vết vặn luôn. Nói chung là con này thì phải nói là hàng đẹp xuất sắc đấy. Các bác mà tìm ra lỗi bên em hoàn tiền các chị luôn. Và không mua con này thì mua con nào đúng không ạ? Đăng kiểm dài luôn nhá, đến tháng 10 2025 chủ cũ chúng ta vừa mới đăng kiểm cho các chị xong. Vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản full xăng 2018 đang có mặt tại showroom của Evviệt. Quý anh chị nào tay yêu mến quan tâm thì các anh chị chúng ta có thể trực tiếp nhấc máy Valo cho em nhé, theo số hotline là 0968 22889, để em hỗ trợ và tư vấn cho các bác chúng ta cụ thể về chiếc Santa Fe này đúng không ạ? Và một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Thế Chất các anh chị nhé.